Kính thưa quý vị, sau các vấn đề thịt ngựa, nay lại nổi lên các vấn đề về cá. Một cuộc khảo sát đã cho rằng có từ 1/4 cho đến 1/3 số cá được bán ở châu Âu không được dán nhãn đúng. Ông Julian Pike, chủ của một cửa hàng bán cá tại London cho biết rất khó để phân biệt giữa cá tuyết và cá tuyết chấm đen, nhất là cá đã được lột da và tẩm bột chiên. Những mẫu cá được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Eurofins ở Đức cho thấy cá rẻ hơn đã được thay thế cho các giống cá mắc tiền hơn và được dán nhãn gian lận trên bao bì. Châu Âu vẫn còn lảo đảo vì vụ bê bối thịt ngựa đã được bán như thịt bò. Churchill thay, vụ bê bối này đã làm cho người tiêu dùng mua nhiều cá hơn. Dán nhãn gian lận không chỉ là vấn đề của riêng châu Âu. Một nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy 25% số cá được bán trong các nhà hàng tại New York không phải là loại cá được nêu danh trên menu. Bà Kimberly Warner là tác giả của báo cáo gian lận về cá, nói rằng có những mối quan tâm về kinh tế và sức khỏe. Bà Warner giải thích, nếu người mua phải trả nhiều tiền hơn cho loại cá bắt được trong thiên nhiên nhưng lại nhận được một con cá nuôi thì giống như là người này đã bị ăn cướp. Ngoài ra còn có vấn đề sức khỏe. Thí dụ như người khách kêu món cá ngừ trắng nhưng lại nhận được một miếng cá thu Escola có thể gây ra các tác dụng tiêu hóa nghiêm trọng. Các nhà cung cấp cá đang vừa phải đối mặt với thách thức giá cả tăng cao lẫn mức giới hạn đánh bắt cá bị suy giảm. Những người này có thể gian lận trong việc dán nhãn các sản phẩm để cắt giảm chi phí. Cá tuyết đang ngày càng mắc, do đó cần phải tìm một loại cá khác rẻ hơn để thay thế. Những người phạm tội dán nhãn gian lận có thể phải đối mặt với tiền phạt hay án tù. Đối với người tiêu dùng, để biết chắc chắn mình đang mua gì, thì họ nên đi chợ ở những nơi mà họ tin tưởng.